Xin chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh youtube Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích và thú vị sẽ được chúng tôi cập nhật để gửi tới quý vị ngay sau đây. Nổ lớn dung chuyển Lugang, căn cứ Nga bị tấn công, đoàn xe tăng của Moscow lao vào bẫy mìn của Ukraine Một loạt vụ nổ lớn đã được báo cáo gần làng Zhuvileine ở Lugang, miền đông Ukraine do Nga kiểm soát, nơi được cho là có đặt một căn cứ của quân đội Nga. Theo người dân địa phương, có khoảng 8 vụ nổ đã xảy ra vào ngày 20 tháng 5. Lực lượng phòng không của Nga đã được kích hoạt. Một số nguồn tin địa phương ở Lugang cũng xác nhận rằng Nga đã thiết lập một căn cứ quân sự tại địa điểm bị tấn công. Cũng có thông tin cho rằng người Nga đã xây dựng một doanh trại quân sự giữa các tòa nhà dân sự. Thông tin này do ông Artem Lysogok, người đứng đầu Lugang, do Ukraine bổ nhiệm cung cấp. Ngoài ra, lãnh đạo do Điện Kremlin bổ nhiệm ở Lugang, Leonid Pasechnik, hôm 20 tháng 5 cũng cáo buộc Ukraine trong ngày đã tiến hành một cuộc pháo kích, đánh trúng một kho nhiên liệu và gây hỏa hoạn ở thị trấn rằng thuộc vùng Lugan. Đấy nhất là lần thứ ba trong tháng qua, Ukraine đánh trúng một kho nhiên liệu do Nga nắm giữ. Hiện chưa có thông tin về thương vong cũng như hậu quả của các cuộc tấn công. Trong khi đó, trên mặt trận đông bắc Ukraine, lực lượng Nga vẫn đang duy trì cuộc tấn công không ngừng nghỉ vào tỉnh Kharkov của Ukraine vào ngày 20 tháng 5, bao gồm cả một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào thành phố cùng tên. Bất chấp đòn tấn công liên tục của Nga, các quan chức địa phương cho biết quân đội Ukraine vẫn nắm giữ khoảng 60% thị trấn biên giới tranh tâm điểm giao tranh tại chiến trường Đông Bắc. Ông Roman Semenukha, phó giám đốc cơ quan quản lý quân sự khu vực, cho biết trên truyền hình quốc gia, đối phương đang tiếp tục cố gắng đẩy lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi tranh Thị trấn này vẫn do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát khoảng 60%, nhưng các cuộc tấn công vẫn chưa dừng lại. Ông Semenuka cho biết thêm rằng, người Nga đang tập trung nỗ lực tấn công Vopchanh và Lipsi, một khu định cư khác có khoảng 4.500 cư dân trước chiến tranh. Kiev trước đó cho biết họ đã bắn hạ toàn bộ 29 máy bay không người lái cảm tử xa hét do Nga phóng vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, vào dạng sáng ngày 20 tháng 5. Theo Ukraine, mặc dù Nga đã đạt được một số thành tiệu không đáng kể ở Kharkov, nhưng họ cũng phải gánh thiệt hại nặng nề về vật chất lẫn nhân sự. Trong khi đó, một video mới được đăng tải, một đoàn xe tăng gồm 6 chiếc của Nga đã vô tình rơi vào bãi mìn do Ukraine thiết lập trước. Quân Nga được cho là đã được ra lệnh tấn công vào các vị trí của Ukraine, nhưng gặp vấn đề lớn với mìn chống tăng và các loại tên lửa bắc vai của Ukraine. Các con đường được giải mìn dày đặc, theo các quan chức quân sự Ukraine. Quân Nga được cho là đã thông báo về thiệt hại với chỉ huy, nhưng viên chỉ huy lại tiếp tục ra lệnh tiến lên. Hậu quả là sau cuộc tấn công, Nga đã mất 4 chiếc xe tăng do trúng mìn của Ukraine, kéo theo đó là hàng loạt vụ nổ đạn dược khác. Theo các nguồn tin giấu tên, Ukraine có thể đã bí mật đặt mìn để răng bẫy quân Nga đóng tại đây, hoặc đoàn xe thiết giáp Nga đã đi lạc vào bãi mìn. Phương Tây choáng về hành động khủng khiếp của Tổng tư lệnh Ukraine, Sisky. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sisky đang phát lời yêu cầu giúp đỡ từ các quân nhân đang bị bảo vệ. Chuyên gia người Anh Alexander Mercury cho biết trên blog của mình trên YouTube, các quân nhân Ukraine gửi hết lá thư này đến lá thư khác đến Kiev xin phép rút lui. Họ sợ đường bị cắt và phàn nàn rằng họ không nhận được quân tiếp viện và đạn dược. Họ báo cáo rằng họ có thể thất thủ, Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh Sisky phớt lờ mọi yêu cầu rút quân, chuyên gia nói. Như Mercury đã làm rõ, giới lãnh đạo Ukraine yêu cầu các quân nhân phải đứng và chết, bất kể có nên bảo vệ một khu vực nhất định của mặt trận hay không trong bối cảnh mất nhiều nhân sự. Nhà phân tích lưu ý rằng, lực lượng vũ trang Ukraine đã phải đối mặt với thái độ như vậy từ chính quyền Kiev trong các trận chiến khác, đặc biệt là trong trận chiến ở Mariupol. Thông tin này của ông Mercury đã khiến truyền thông phương Tây sốc trong khi đó, quân đội Nga trong những tháng gần đây đã gây ra một số thất bại nghiêm trọng cho lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực hoạt động đặc biệt và giải phóng các khu định cư quan trọng như Avdiivka, Marinka và Ocheretino cũng như một số lượng lớn các ngôi làng khác ở Donbass. Ngoài ra, quân đội Nga bắt đầu tiến quân thành công ở khu vực Kharkov, nơi họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho quân đoàn nước ngoài. Các lữ đoàn cơ giới số 24, 42 và lữ đoàn thiết giáp số 125 của lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực các khu định cư Lukiansky, Vseloze và Radgotnoe. Ngày 19 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân nhân Nga thuộc nhóm Bắc tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ quân đội Ukraine và đánh thiệt hại nhân lực trang bị của quân đoàn nước ngoài. Các lữ đoàn cơ giới 2442 Ukraine, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 125 tại các khu vực đông dân cư Lukiansky, Veseloe, Gradgotnoe của vùng Kharkov. Ukraine Wagner có nhiệm vụ mới khi cơ sở dầu khí Nga liên tục bị tấn công. Ukraine cho rằng các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào cơ sở dầu khí Nga đã khiến Moscow buộc phải có động thái đối phó để bù đắp thiệt hại. Theo Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine, CNR, sau các cuộc tấn công thành công và có hệ thống của máy bay không người lái Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga, Moscow phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu và phải nhờ Belarus hỗ trợ. CNR là đơn vị trực thuộc bộ quốc phòng ukraine được thành lập sau khi nga mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng hơn hai năm trước theo CNR Minsk được cho là đang tích cực tăng cường cung cấp nhiên liệu cho nga phía ukraine nói rằng các nhà máy lọc dầu của belarus dường như gia tăng sản xuất nhiên liệu và cấp cho nga bằng các chuyến hàng đường sắt theo CNR các thành viên của công ty quân sự tư nhân wagner cùng với các tiểu đoàn an ninh của bộ nội vụ nga đã được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho những chuyến hàng này CNR cho rằng các cuộc tấn công của ukraine đã tạo ra lỗ hỏng trong nguồn cung năng lượng của nga và sự hỗ trợ của belarus có thể không đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt này cả nga và belarus chưa thể bình luận về thông tin mà ukraine cung cấp trong thời gian qua các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và kho nhiên liệu của nga ngày càng gia tăng khi kiev muốn ngăn chặn nguồn cung cấp nhiên liệu thiết yếu của quân đội moscow gây áp lực lên xương sống của nền kinh tế nga Bloomberg dẫn thông tin từ Lầu Nam Góc nói rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga hồi đầu năm nay đã làm giảm 14% công suất lọc dầu của phía Moscow. Giá nhiên liệu trong nước của Nga tăng 20-30% vào giữa tháng 3 và Điện Kremlin đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu để đáp ứng nhu cầu trong nước. Ukraine đẩy mạnh phát triển vũ khí không người lái tầm xa để tấn công mục tiêu của Moscow mà không vi phạm lệnh cấm sử dụng vũ khí phương Tây bắn vào lãnh thổ Nga. Vào tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington không ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Washington lo ngại chiến dịch tấn công của Ukraine vào huyết mạch kinh tế Nga sẽ khiến giá năng lượng tăng mạnh, gây bất ổn cho thị trường dầu toàn cầu. Giá dầu tăng vào năm bầu cử sẽ là yếu tố gây tác động tiêu cực tới cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 11 tới. Ukraine tuyên bố sẽ lắng nghe lời kêu gọi của các nước phương Tây về việc ngừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga, nhưng với điều kiện họ phải tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev. Sau khi nhóm Wagner thực hiện âm mưu nổi loạn bất thành vào tháng 6 năm 2023, chính quyền Nga đã cho phép các thành viên của nhóm này lựa chọn giữa việc ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng hoặc chuyển sang Belarus. Vào tháng 4, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov thông báo lực lượng đặc nhiệm Akhmat của khu vực này sẽ thu nhận 3.000 cựu thành viên nhóm quân sự tư nhân Wagner. Nga bắt đầu diễn tập hạt nhân, đáp trả phương Tây Quân khu miền Nam của Nga bắt đầu diễn tập với vũ khí hạt nhân chiến thuật nhằm đáp trả đe dọa từ phương Tây, theo lệnh của ông Putin. Giai đoạn đầu của diễn tập chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin bắt đầu tại quân khu miền Nam. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng Nga ngày 21 tháng 5 thông báo, song không công bố địa điểm cụ thể. Trong diễn tập, quân nhân thuộc lực lượng tên lửa của quân khu miền Nam diễn tập khoa mục lấy đạn chuyên dụng cho tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander, lắp lên xe phóng và bí mật hành quân tới vị trí triển khai đã định. Các đơn vị không quân Nga huấn luyện khoa mục trang bị vũ khí phóng từ máy bay với đầu đạn chuyên mục, trong đó có tên lửa siêu vật âm KH-47M2 Kinzo, sau đó bay tới khu vực tuần tra được chỉ định. Cuộc diễn tập được triển khai nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng tác chiến của nhân sự và trang bị của các đơn vị vũ khí hạt nhân chiến thuật để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của đất nước. Hoạt động nhằm đáp trả những tuyên bố khiêu khích và đe dọa của các quan chức phương Tây nhằm vào Nga, Bộ Quốc phòng cho biết. Quân khu miền nam của Nga là trung tâm chỉ huy chiến dịch Ukraine với trụ sở tại rostov on don cách biên giới với Ukraine 60 km. Nga còn coi các khu vực mà nước này đã sáp nhập gồm Crimea, Donetsk, Kherson, Lugan và Zaporizhia thuộc quân khu miền nam, Kiev phản đối động thái sáp nhập của Nga và khẳng định sẽ giành lại lãnh thổ. Vũ khí hạt nhân chiến thuật, còn gọi là vũ khí hạt nhân phi chiến lược, là loại đầu đạn cỡ nhỏ có thể gắn trên tên lửa hành trình tên lửa chống hạm, ngư lôi, phóng từ máy bay hoặc bắn từ pháo. Loại đầu đạn này được sử dụng để đạt lợi ích chiến thuật cụ thể trên chiến trường, thay vì tàn phá trên diện rộng như đầu đạn chiến lược lắp cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, ICBM hay bom cỡ lớn. Các cường quốc hạt nhân thường xuyên tổ chức diễn tập để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hạt nhân, song hiếm khi công khai tuyên bố hoạt động này liên quan đến mối đe dọa và sự kiện cụ thể. Tổng thống Putin đầu tháng 5 lệnh cho quân đội tổ chức diễn tập hạt nhân chiến thuật sau khi phương Tây đưa ra loạt bình luận về Ukraine, khiến giới chức Nga phản ứng gay gắt. Trong số này, có bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc các nước thành viên NATO không nên loại trừ khả năng triển khai quân tới Ukraine. Cùng nhận định của Ngoại trưởng Anh David Cameron rằng Ukraine có quyền phóng tên lửa phương Tây vào lãnh thổ Nga. Ông Zelensky thúc đẩy NATO tham gia trực tiếp vào cuộc chiến Ukraine, hỗ trợ ép diệt tên lửa Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa đề xuất chiến lược huy động máy bay của các nước NATO giáp biên giới Ukraine để giúp Kiev đẩy lùi các cuộc tấn công tên lửa của Nga khi ông đang tìm cách thúc đẩy đồng minh tham gia trực tiếp vào cuộc chiến với Moscow. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters mới đây, ông Zelensky nhấn mạnh tiềm năng để các đồng minh NATO đóng góp vào các nỗ lực phòng không của Ukraine cho đến khi họ giao máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev như đã hứa. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng Nga đang triển khai số lượng đáng kể máy bay hoạt động trong không phận Ukraine và Kiev cần khoảng 120 đến 130 máy bay để phòng thủ hiệu quả. Người Nga đang sử dụng 300 máy bay trên lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi cần ít nhất 120 đến 130 máy bay để chống cự trên bầu trời, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh. Nhà lãnh đạo Ukraine đề nghị sử dụng máy bay của đồng minh đóng tại các nước láng giềng là thành viên NATO để đánh chặn và bắn hạ tên lửa Nga đang bay tới, từ đó bảo vệ dân thường và gây thiệt hại cho Nga. Ông Zelensky cũng trích dẫn ví dụ về lực lượng không quân Ba Lan, lực lượng đáp trả của cuộc không kích của Nga bằng cách triển khai máy bay nhưng không trực tiếp tấn công tên lửa. Nhà lãnh đạo Ukraine lập luận rằng những hành động như vậy sẽ không cấu thành sự can thiệp quân sự trực tiếp hoặc gây hấn của các nước NATO, giúp xóa bỏ những lo ngại về việc leo thang xung đột với Nga mà Liên minh nêu ra. Tổng thống Ukraine bày tỏ sự thất vọng về tốc độ hỗ trợ quốc tế chậm chạp, lưu ý rằng viện trợ được yêu cầu thường chỉ đến sau khoảng một năm kể từ khi được phê duyệt ông zelensky than thở về việc ukraine thiếu khả năng tiếp cận sớm hơn với các hệ thống vũ khí tối tân như hệ thống chống tên lửa patriot của mỹ lãnh đạo ukraine nhấn mạnh hệ thống này có thể giảm thiểu thiệt hại do các cuộc tấn công của nga vào cơ sở hạ tầng quan trọng của kiev về tình hình đang diễn ra ở tiền tuyến ông zelensky mô tả đây là một trong những giai đoạn thử thách nhất kể từ khi xung đột bắt đầu khi căng thẳng gia tăng do nga mở trận chiến mới ở kakov Tuy nhiên, ông Trần An rằng tình hình xung quanh Kharkov vẫn trong tầm kiểm soát bất chấp những leo thang gần đây. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh các trận chiến ác liệt đang diễn ra ở miền đông Ukraine, đặc biệt là ở khu vực Donbass, nơi các cuộc đụng độ ngày càng gia tăng ở các điểm như Kurakovo, Porov và Chasovia. Ông cũng mô tả các cuộc không kích bằng tên lửa, đặc biệt là máy bay không người lái tầm xa của Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng của Nga là biện pháp trả đũa nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Moscow vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Tổng thống Zelensky cũng bày tỏ hy vọng các đối tác quốc tế cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ chống lại lực lượng Nga dọc biên giới, mặc dù tiến trình đàm phán cho đến nay vẫn còn hạn chế. Đội UAV bí mật chuyên thảm mìn vào lãnh thổ Nga Hoàng hôn là thời điểm đơn vị cốt 9.2 của Ukraine hoạt động gấp rút khi họ phải nhanh chóng triển khai UAV giải mìn vào lãnh thổ Nga trong đêm. Đơn vị cốt 9.2 thuộc Lữ đoàn 92 Ukraine đang di chuyển tới vị trí mới để thực hiện nhiệm vụ quan trọng phòng máy bay không người lái UAV qua biên giới Nga và giải minh trên các tuyến đường chính trong lãnh thổ đối phương. Đơn vị này cần nhanh chóng triển khai UAV từ chiếc Humvee trước khi trời tối, lúc trời nhá nhem là thời cơ để họ hành động và có thể thoát khỏi tầm ngắm của những chiếc UAV Nga bay lượn phía trên. Một chiếc chào Starlink, hàng chục bộ pin, hai chiếc UAV Vampire Macazone được thiết lập trong 30 phút, chỉ khi màn đêm buông xuống, nhiệm vụ của họ mới có thể bắt đầu. Rủi ro luôn dịch dập khi hai phi công điều khiển UAV là Andre và Atom chuẩn bị rời hầm trú ẩn bắt đầu công việc. Tiếng động quen thuộc trên bầu trời khiến họ phải nhanh chóng quay lại nơi ẩn nấp. Olan lan kia, Andre nói, đề cập tới tên loại UAV trinh sát của Nga thường xuyên quần thảo trên bầu trời. Cách duy nhất để không bị Olan, lan, loại UAV có camera ảnh nhiệt giúp phát hiện mục tiêu trong bóng tối là nấp dưới hầm, chờ nó bay qua, chúng sẽ giả soát suốt đêm, Andre nói. Phía xa chân trời, ánh chớp lóe lên từ những vụ nổ, phía bên kia là thành phố Belgorod của Nga, nơi gần đây liên tục hứng chịu các cuộc tập kích của Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố chiến dịch tấn công gần đây của Nga và tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine là nhằm tạo ra những vùng đệm dọc biên giới, bảo vệ an toàn của người dân Nga ở khu vực giáp biên. Nhiệm vụ của đơn vị cốt 9.2 được tiến hành cách biên giới hơn 6 km ở nơi không có tiền tuyến cố định và gần Nga như vậy, có nghĩa các nhóm trinh sát của đối phương có thể ập đến bất cứ lúc nào. Những người lính Ukraine thậm chí đùa rằng họ có thể thức dậy và thấy lính Nga ngay trước mặt. Đối với Atom, cuộc chiến này không chỉ vì đất nước mà còn vì chính anh. Cha mẹ anh vẫn sống trong ngôi làng bị tàn phá cách đây không xa. Trong 18 tháng qua, anh đã nói dối họ rằng mình đang đóng quân tại một trạm kiểm soát, dù thực tế đang chiến đấu ở tiền tuyến. Bây giờ, cha mẹ anh đã biết anh đang chiến đấu gần họ. Cha mẹ tôi ở ngay gần đây, chúng tôi không thể thất bại, đó là trách nhiệm rất lớn, anh nói. Bóng tối đã bao trùm khu vực, chỉ còn le lói những ánh chớp từ hỏa lực pháo binh. Nhóm của Atom nhanh chóng di chuyển để làm nhiệm vụ. Atom và Andre vội vã gắn mình vào UAV nhưng ngay lúc đó tiếng ù ù lại xuất hiện trên trời. Chạy đi, Andre nói, hai người nấp vào một hầm trú ẩn gần đó. Chỉ cần bị phát hiện, cả chiến hào có thể trở thành mục tiêu của các cuộc không kích và pháo binh suốt đêm. Đồng nghĩa, họ không có cơ hội trốn thoát vài phút trôi qua mối nguy hiểm tạm lắng nhóm lại tiếp tục công việc nhưng sau đó một uav khác của nga lại bay tới và nhóm của andrey một lần nữa phải chạy tìm chỗ ẩn sau vài lần gián đoạn nhóm đã thiết lập xong thiết bị và sẵn sàng khởi động trở lại hầm chỗ ẩn người điều khiển saha có thể nhìn thấy những cánh đồng bên dưới uav vampir được quay lại nhờ camera nhìn đêm anh chỉ về phía giới tuyến và nói rằng bây giờ chúng ta đã ở nga anh có mang theo hộ chiếu không Atten nói đùa saha đáp rằng tôi có thể đi mà không cần visa. Chiếc UAV xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Nga và sau đó cảnh báo được gửi về hầm trú ẩn. Báo hiệu có thiết bị gây nhiễu GPS đang hoạt động. Saha lo ngại họ có thể sẽ mất UAV, đường truyền tín hiệu bị cắt khiến anh buồn trồn. Nhưng sau đó vài phút, tín hiệu được khôi phục. UAV của họ đã bay qua vùng nhiễu sóng, tiếp tục hành trình hướng tới mục tiêu. Một lát sau, nó thả hai quả mìn cỡ lớn xuống con đường trên lãnh thổ Nga. Ngày hôm sau, đơn vị cho biết hai chiếc xe của Nga đã trúng mìn. Khi UAV Vampir trở về, đơn vị cốt 9.2 phát hiện hai vấn đề. Hệ thống GPS dường như bị hỏng, khiến chiếc UAV rơi xuống cánh đồng. Nguy hiểm hơn là họ thấy chiếc ô lan của Nga đã bám theo UAV khi quay trở về Ukraine và đang tìm kiếm vị trí của kiếp điều khiển. Nhóm của Andre ở lại hầm trú ẩn vài phút, hy vọng mối đe dọa sẽ qua đi. Tiếng nạn pháo bay qua trên đầu và lao xuống cánh đồng gần đó. Họ thu hồi chiếc UAV nhưng phải sử dụng chiếc dự phòng để tiếp tục công việc. Cốt 9.2 cho biết có những đêm họ tiến hành tới 24 chuyến bay bằng UAV Vampire để giải mìn. Mục tiêu của họ hiện giờ chỉ là Nga. Lính Ukraine đau đớn thừa nhận hướng tổn thất nặng nề đến mức không thể mang hết thi thể đồng đội về. Một người lính Ukraine chiến đấu gần tiền tuyến phía bắc của đất nước đã thừa nhận tổn thất nặng nề do các trận ném bơm của Nga và tiết lộ với Times of London rằng họ mất rất nhiều người, có quá nhiều thi thể đến mức chúng tôi thậm chí không thể mang về hết được chúng tôi hầu như không thể giữ được tiền tuyến lơ mùa nói và thừa nhận lực lượng phòng thủ ukraine đang phải chịu thương vong nặng nề đến mức họ mất rất nhiều người có quá nhiều thi thể nên chúng tôi thậm chí không thể mang về hết được lơ mùa đang chiến đấu tại khu vực kubyans thuộc tỉnh kharkov miền đông bắc ukraine nơi mà các quan chức ukraine cũng như chuyên gia phân tích bao gồm viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại mỹ cho biết nga đã đạt được những lợi ích không đáng kể trong những ngày gần đây Tuy nhiên, Lơ Mù thừa nhận lực lượng Ukraine đang gặp khó khăn ở mặt trận này. Một loạt vũ khí chết chóc gây thiệt hại chính cho lực lượng Ukraine trong các cuộc tấn công hiện nay của Nga là bơm lượng, loại bơm mà Moscow đã tăng cường sử dụng ở chiến trường trong 3 tháng qua. Tờ Kiev Post đưa tin, kể từ tháng trước, Nga đã sử dụng bơm lượng một cách mạnh mẽ xung quanh ba điểm nóng của cuộc chiến Kubiansk, xung quanh thành phố Bakhmut và Robotin, một ngôi làng chiến lược phía đông nam được phóng từ máy bay ở khoảng cách xa và sau đó được dẫn đường tới mục tiêu tín hiệu radar nhỏ và thời gian bay ngắn của bơm lượng khiến các hệ thống phòng không của ukraine khó phát hiện và bắn hạ chúng nga được cho là đang tăng cường sản xuất loại bơm chết chóc này bơm lượng được đánh giá là một vũ khí thiết yếu giúp nga chiếm được abdiivka vào giữa tháng 2, thành công lớn duy nhất của nước này trong những tháng gần đây tác động của bơm lượng ở abdiivka được cho là rất tàn khốc Ukraine không công bố số liệu thương vong chính thức, nhưng Maxim Zorin, một người lính thuộc lữ đoàn tấn công riêng biệt số 3 của Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng bơm lượng phá hủy hoàn toàn mọi vị trí, tờ Washington Post đưa tin. Tất cả các tòa nhà và công trình chỉ đơn giản biến thành một cái hố sau khi bơm lượng xuất hiện, Zorin nói thêm. Trong nỗ lực đẩy lùi lực lượng Nga, Ukraine đã củng cố các tuyến phòng thủ của riêng mình. Ở Kubiansk, nỗ lực cầm cự của Ukraine ở tiền tuyến được hỗ trợ bởi các lớp phòng thủ gồm chiến hào, răng rồng và bãi mìn. The Times đưa tin. Tuy nhiên, các lớp phòng thủ này không phải là rào cản đối với bơm lượng. Lính dù Nga tấn công như vũ bão, giành được trọng điểm của Ukraine gần Aptivka lính dù Nga đã tấn công như vũ bão và giành được một trọng điểm của Ukraine gần Avdiivka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR, Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Một nhóm lính bắn tỉa Nga với sự yểm trợ của các đơn vị thuộc lực lượng tấn công trên không có căn cứ tại Ushurinsk đã phát hiện ra một trọng điểm của Ukraine gần Avdiivka và Kudyumovka thuộc DPR trong quá trình trinh sát các vị trí của ukraine lính dù đã phát hiện ra hệ thống phòng không các vũ khí quan trọng của đối phương và trong ngày hôm đó đã loại khỏi vòng chiến đấu các lực lượng của kiev bằng những vũ khí nhỏ và súng bắn tỉa sau khi trời tối lính dù đã bắt đầu tấn công khiến cho đối phương suy sụp bằng những cuộc tấn công chính xác từ súng phóng lựu và chế áp đối phương bằng hỏa lực lính dù tận dụng ban đêm để tiến vào thành trì của ukraine bộ quốc phòng nga cho hay trong một thông báo Quân đội Nga đã kiểm soát trọng điểm này, đồng thời tấn công dồn dập đối phương, các lực lượng của Ukraine phải rút lui và một số binh lính đã đầu hàng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã cải thiện vị trí chiến thuật ở Kubiansk, đồng thời tấn công ba lữ đoàn của đối phương ở Avdiivka. Bộ Quốc phòng Nga ngày 20 tháng 5 cho biết các lực lượng của Moscow đã phá hủy 9.700 pháo và súng khối của Ukraine từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Tổng cộng, những vũ khí sau đây đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự. 601 chiến đấu cơ, 274 trực thăng, 24.419 UAV, 523 hệ thống tên lửa đất đối không, 16.097 xe tăng và xe bọc thép, 1.305 hệ thống tên lửa phóng loạt, 9.700 pháo giả chiến và súng cối, cùng 21.842 phương tiện quân sự đặc biệt. Bộ Quốc phòng Nga cho hay. Ukraine sẽ ra sao khi Nga tìm cách thiết lập vùng đệm ở Đông Bắc? Một cuộc tấn công mới của Nga đã giành được vài km lãnh thổ gần thành phố Kharkiv, quan trọng của Ukraine, nhưng theo các quan chức và nhà phân tích quân sự Mỹ, việc Washington tăng cường hỗ trợ vũ khí cho Kiev và tình trạng thiếu sự phối hợp giữa lực lượng trên không và lực lượng mặt đất của Moscow có thể khiến Điện Kremlin khó đạt được đột phá. Ukraine vẫn nằm dưới sự đe dọa của UAV, tên lửa và đạn pháo từ Nga khi giao tranh tiếp diễn dọc biên giới trải dài gần 1.000 km. Quân đội Ukraine được sự hỗ trợ hàng tỷ USD vũ khí từ Mỹ, được cho là sẽ hạn chế các thành quả của Nga. Tuy nhiên, Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nằm ở phía đông nam Kiev, có thể đối mặt với nhiều cuộc ném bơm hơn khi các hệ thống pháo của Nga tiến gần. Nga mở mũi tấn công thứ ba ở Kharkov, áp lực gia tăng quân đội Nga đã phát động cuộc tấn công tại điểm thứ ba trên biên giới vùng cốp tiến tới Zeleny, một khu định cư quan trọng của Ukraine nằm giữa hướng Lipsy và Vochan. Kênh Distat của Ukraine xác nhận, trên mặt trận cốp quân đội Nga đã tiến vào Vochan và xung quanh thành phố. Dường như Nga chưa bùng sức ở chỗ này, lực lượng dự bị của họ ở phía sau vẫn đang ém quân rất kỹ, không vội tham chiến. Chính điều này khiến quân đội Ukraine khá lo lắng, nếu không điều quân tăng viện thì khi Nga đẩy mạnh tấn công sẽ không kịp trở tay, còn rút bớt lực lượng ở nơi khác bổ sung cho Kakov, lại cũng rơi vào đúng ý đồ của Moscow là căng mỏng tuyến phòng thủ đối phương để tìm cơ hội tấn công điểm yếu, đúng là tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ukraine tuyên bố bắn hạ 28 trên 29 UAV Nga Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, Dạng sáng ngày 21 tháng 5, Nga tấn công Ukraine bằng 29 UAV tấn công lại xa hết 131-136, 28 chiếc trong số đó bị bắn hạ. Báo cáo có đoạn, trong trận chiến phòng không, 28 chiếc UAV Sahed đã bị bắn hạ ở các vùng Odessa, Nikolaev, Dnipropetrovsk, Kakov, Chekasi, Kherson và Kirovograd. Không quân Ukraine thông tin thêm, trong đêm, quân Nga đã tấn công từ ba hướng, các thành phố Primosko, Atak và Kursk của Nga và từ mũi Choda ở Crimea. Cuộc tập kích đường không của Nga đã bị đẩy lùi bởi các nhóm hỏa lực cơ động của Ukraine. Ngoài ra, còn có các đơn vị tên lửa phòng không của không quân và lục quân, máy bay chiến đấu và các đơn vị tác chiến điện tử, báo cáo viết. Nga chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo tấn công ca cốp. Kênh Osin Aggregate đưa tin, lực lượng Moscow đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công ở phía bắc tỉnh Kakov, với kế hoạch phát triển sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine sau khi chiếm vô tràn. Tổng thống Zelensky thừa nhận rằng quân đội Nga đã tiến được 5-10 km trước khi bị lực lượng Kiev chặn lại. Bước tiến này của Nga mới chỉ là làn sóng đầu tiên trong một số hoạt động dự kiến. Mặc dù Moscow thiếu nhân lực để đánh chiếm hoàn toàn thành phố Kakov, nhưng họ đang tiến dần dần để buộc quân Ukraine phải lùi bước, rút nguồn lực từ các khu vực khác đến tăng viện và chính điều này khiến sức mạnh phòng thủ ở các mặt trận khác bị suy yếu. Cho đến nay, Nga mới chỉ sử dụng một phần nhỏ lực lượng đóng tại các vùng Belgorod, Kursk và Bryan với khoảng 2.000 quân ở mặt trận và 1.500 đến 2.000 quân dự bị khác. Báo cáo của Ukraine cho thấy lực lượng này đã bị tổn thất nặng, tuy nhiên, cần lưu ý rằng con số trên chiếm chưa đến 10% số quân Nga sẵn có dọc theo trục này và thậm chí chỉ bằng 4%, tùy theo nguồn thông tin tình báo sử dụng. Điều này cho thấy Moscow có thể lên kế hoạch bổ sung cho quân còn lại. Phần phía bắc của thành phố Vochan sắp bị quân Nga chiếm giữ hoàn toàn, điều này sẽ gây áp lực nghiêm trọng lên các tuyến tiếp tế phía đông và phía tây của thành phố. Rất có thể họ sẽ chỉ để lại một tuyến cung cấp chính ở phía nam. Nga mở mũi tấn công thứ ba ở Kharkov, diễn biến hoàn toàn mới. Kênh Zenchovy đưa tin, quân đội Nga đã phát động cuộc tấn công tại điểm thứ ba trên biên giới vùng Kharkov, hướng tới Zeleny, một khu định cư quan trọng nằm giữa hướng Lipsy và Vochan. Tổng cục tình báo quốc phòng của quân đội Ukraine xác nhận điều này. Ukraine tuyên bố hạ gục 1.380 quân nhân và 15 xe tăng Nga. Bộ Tổng thâm mưu Ukraine trên Facebook cho biết, trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã mất 1.380 binh sĩ thiệt mạng và bị thương,

Nga không bình luận về số liệu thống kê do phiếu Ukraine công bố. Ukraine vẫn nắm giữ các điểm cao gần Bilohorivka. Kênh Ribadetin trong ngày 20 tháng 5 trên hướng Siver bất chấp các báo cáo về việc quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát Bilohorivka, tuy nhiên giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Trên thực tế, lực lượng Moscow đã có một số tiến bộ trong khu định cư, nhưng đối phương vẫn nắm quyền kiểm soát một số điểm cao chiếm ưu thế, mỏ đáp phấn quân đội Nga bắt buộc phải giải tỏa những cứ điểm này thì mới kiểm soát hoàn toàn khu định cư một cách vững chắc. Nhưng Bilohoripka hiện giờ chỉ còn một đống đổ nát gần như hoàn toàn, nó không có gì khác hơn là một điểm trên bản đồ. Tuy nhiên, lực lượng Moscow đã đạt được một bước tiến lớn hơn được xác nhận ở một số khu vực khác trên mặt trận Shiver Họ đã tiến về phía Bắc, Veseloye, về, về hướng Rodolivka, đánh bật đối phương khỏi vành đai rừng và cứ điểm, giành được thế thuận lợi hơn rất nhiều trước cuộc tấn công có thể xảy ra vào Rodolivka và các đất tuyến đầu tuy nhiên một mặt việc chấm giữ bilo horibka dài là một bước đi quan trọng vì nó sẽ đánh dấu việc nga kiểm soát gần như hoàn toàn vùng nohan nếu bilo thất thủ thì sau đó họ sẽ chỉ còn phải xử lý mykipka và một vài khu định cư nhỏ nữa đỉnh điểm của chiến dịch tấn công kakov sắp bùng nổ kênh military bình luận sau nhiều ngày đột phá nhanh chóng và giành được nhiều lãnh thổ trong một số trường hợp người ta bắt đầu có cảm giác như tốc độ tiến quân của nga đã chậm lại có đúng vậy không các trận chiến diễn ra theo hướng nào từ vô quân Ukraine đang dần bị ép về phía Nam và Tây Nam. Trong khu vực này, lực lượng Moscow đã cố gắng bắt đầu sắp xếp mặt trận theo kế hoạch, điều mà Bộ Chỉ huy Kiev đã nhiều lần cố gắng phá vỡ. Quân đội Nga cũng đã đạt được những thành công vang dội gần Lipsy, mặc dù khu vực đông dân cư trọng điểm trên hướng Kakov vẫn chưa bị bao vây. Tuy nhiên, pháo binh tầm xa Nga đã bắt đầu bắn vào các kênh tiếp tế của nhóm Ukraine trong khu vực Degachi và Zoloche ở Kakov. Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng nhóm quân miền Bắc của Nga đã mở hướng mới và tấn công lực lượng Kiev ở khu vực Zelensky. Giữa khu vực Vochansky và Lipsetsky, Bộ Chỉ huy Ukraine đánh giá một số hướng khác trong khu vực Kakov đều có mối đe dọa cao. Chiến dịch tấn công Kakov sắp bùng nổ Trong giai đoạn đầu chiến dịch tấn công ở khu vực Kakov, rõ ràng khá thuận lợi, nhưng sớm hay muộn quân đội Ukraine sẽ bắt đầu phản ứng và điều động lượng bổ sung mới tới khu vực này. Đáng chú ý là nhóm miền Bắc của Moscow có lực lượng dự bị đáng kể, hiện vẫn chưa tham chiến. Việc thu hút quân dự bị của Ukraine từ các hướng khác nhằm làm suy sự gắn kết và sức mạnh tổng thể của tuyến phòng thủ rất có thể đã được Bộ Chỉ huy Nga tính toán trước. Giai đoạn chiến sự chính ở khu vực Kakov có thể sẽ bắt đầu vào thời điểm toàn bộ lực lượng dự bị tác chiến của Ukraine được tập hợp theo hướng này, như ở Adipka và trước đó tại Bakhmut cũng như Rabotino. Vì vậy, không có gì đáng nói về việc xuất hiện bất kỳ vấn đề nào hoặc tốc độ tấn công của Nga bị chậm lại do đỉnh điểm của việc tạo ra vùng đệm trong chiến dịch tấn công Kakov vẫn chưa xảy ra. Sự phát triển bùng nổ được dự đoán sẽ xuất hiện trong tương lai gần. Nga bẻ gãy cuộc tấn công của bảy UAV Ukraine ở vùng Belgorod. Đài phát thanh Sputnik đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phòng không nước này đã phá hủy 6 UAV của Ukraine trên bầu trời khu vực Belgorod. Vào ngày 20 tháng 5, vào khoảng 17 giờ 30 giờ Moscow, nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng cách sử dụng UAV nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn, báo cáo viết. Trước đó, Sputnik đã đưa tin về mối đe dọa tên lửa được công bố trên khắp khu vực Belgorod kéo dài trong nhiều phút. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, số vụ đụng độ ở Kharkov giảm một nửa. Uranka Prada đưa tin, báo cáo tối muộn ngày 20 tháng 5 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trên hướng Kharkov, số vụ đụng độ đã giảm gần một nửa so với ngày hôm trước. Báo cáo có đoạn, Hôm nay, đối phương đã thực hiện 5 lần đột phá hàng phòng ngự ở các khu vực Staritsa, Lipso và Vochan. Do tranh vẫn đang tiếp diễn ở 3 điểm này, tình hình đã được kiểm soát, binh lính Ukraine ở một số khu vực nhất định đã tiến hành cuộc phản công, các biện pháp củng cố sự ổn định hàng phòng thủ tiếp tục được triển khai. Hôm nay, trên hướng Kakov, Nga tổn thất 26 quân nhân cùng 15 đơn vị vũ khí và thiết bị. Trong ngày, đã xảy ra 95 cuộc đụng độ, đối phương tiến hành 5 cuộc tấn công bằng tên lửa, sử dụng 6 quả đạn, 39 cuộc không kích, thả 40 quả bom KAB và 309 cuộc tấn công bằng UAV, đồng thời thực hiện 2.910 cuộc tấn công bằng các loại vũ khí, báo cáo viết. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của Nga ở Kupian, Serversky, Karamatov, Porovsky, Kurakovsky, Vremovsky và Dnieper. Ở các khu vực khác, tình hình hiện không thay đổi. Theo các hướng Liman, Toretsky, Guliai, Poli và Orekov, đối phương không thực hiện các hành động tấn công tích cực. Lực lượng phòng thủ sử dụng hỏa lực hiệu quả để giành thế chủ động trên chiến trường và làm suy yếu khả năng tiến công của Nga. Các đơn vị tên lửa và pháo binh đã đánh trúng sở chỉ huy, hệ thống phòng không, hệ thống pháo binh, kho đạn và ba mục tiêu quan trọng khác của đối phương, báo cáo cho hay. Một số nước tham gia sáng kiến của Đức tìm kiếm phòng không cho Ukraine. European Prada đưa tin, tại cuộc họp lần thứ 22 của nhóm liên hệ về phòng thủ Ukraine định dạng Ramstein ngày 20 tháng 5, một số quốc gia đã bày tỏ ủng hộ sáng kiến của Đức tìm kiếm hệ thống phòng không cho Kiev. Theo báo cáo, sáng kiến tìm kiếm phòng không cho Ukraine sẽ được tài trợ bởi Bỉ, Đan Mạch, Canada, Hà Lan và Na Uy. Ngoài ra, Bỉ, Anh, Tây Ban Nha, Liva, Romania, Mỹ và Pháp hứa sẽ hỗ trợ về thiết bị và tên lửa, có thể không nhất thiết nằm trong khuôn khổ sáng kiến của Đức và Latvia bày tỏ mong muốn tham gia sáng kiến này. Toàn cảnh chiến sự Ukraine tính đến hết hôm qua, 20 tháng 5. Kênh Riba tổng kết toàn cảnh chiến sự Ukraine ngày 20 tháng 5 cho biết, lực lượng Nga đã tấn công các mục tiêu của quân đội Ukraine ở vùng Mykolaiv cũng như sân bay quân sự ở Potava. Ukraine đã pháo kích vào Luhansk trong ngày, trong số liệu chính thức hơn 10 người bị thương. Trên hướng Slobochansky, quân Nga đã giành quyền kiểm soát gần một nửa lãnh thổ thành phố Vochan. Sau khi giành quyền kiểm soát khu phức hợp và các tòa nhà của nhà máy tổng hợp, các nhóm xung kích đã đến được cây cầu bị phá hủy trên phố Privojana. Theo hướng Bắc Mút, các trận chiến khốc liệt vẫn tiếp tục diễn ra trên lãnh thổ của tiểu khu Kana ở Chazokya. Ở sườn phía nam, khu bảo tồn Stuky, Holobivsky Hai gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Ukraine tiếp tục rút quân về phía bên kia sông ở Vochan. Kênh Military Chronic đưa tin, tại mặt trận Kakov, Ukraine tiếp tục rút về các đơn vị qua sông Vochia. Đồng thời, họ đang cố gắng tăng cường sức mạnh ở khu vực Quaiwell và Dogaya -Baka, cách đó 12 km về phía đông nam báo tự hành và xe bọc thép của các lữ đoàn rút khỏi hướng Donetsk và Kupian đang được tăng cường lên khu vực này. Theo Military Tronic, máy bay mang bom FAB 500 1 1500 của Nga đang bị hạn chế hoạt động, chưa thể tung đòn sấm xét nhằm vào các mục tiêu tại thành phố nhỏ này. Nguyên nhân là do Ukraine có thể triển khai các hệ thống phòng không bổ sung, bao gồm cả tổ hợp Frankensam, hoán cải từ hệ thống Bắc thời Liên Xô, tích hợp tên lửa RIM-7 Mỹ, có thể được triển khai gần Vuchan cũng như gần Kakov trong tương lai gần. Các hệ thống phòng không này có lẽ được bố trí tại tuyến Starisato-Gontarovka-Beikolode vì sau khi mất Vochan, tuyến phòng thủ chính của Kiev sẽ được thiết lập tại đó. Ông Zelensky, Ukraine duy trì quyền kiểm soát mặt trận Kakip và Donetsk Uranka Prada đưa tin, trong bài báo phát biểu tối ngày 20 tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói về tình hình ở các tỉnh Donetsk và Kakop. Ông khẳng định rằng, bất chấp các cuộc tấn công của Nga bằng bom dẫn đường, Ukraine vẫn duy trì quyền kiểm soát ở mọi nơi. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bổ sung các hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu mới. Ông nói, hôm nay chúng tôi đã thảo luận với Tổng tư lệnh về tình hình đặc biệt ở các tỉnh Donetsk và Kharkov. Chúng tôi duy trì quyền kiểm soát ở mọi nơi. Quân đội Nga đang tích cực sử dụng bom dẫn đường trong khu vực Chazovia trên mặt trận Porov, tại khu vực Lipsi ở Kharkov và ở các khu vực chiến đấu khác. Phòng không cần được bổ sung khẩn cấp để có thể giúp giảm thiểu đáng kể những khó khăn cho các chiến binh của chúng ta và quân đội. Mối đe dọa đối với các thành phố và làng mạc Điều này cũng liên quan đến việc chuẩn bị cho việc chuyển đổi của không quân của chúng tôi sang máy bay chiến đấu mới, nhà lãnh đạo Ukraine nói. Tổng thống cũng cảm ơn tất cả các đồng minh của Ukraine, những người hiểu nhu cầu phòng không của đất nước và tầm quan trọng của nó, sức mạnh chiến lược thực sự của phòng không trong cuộc chiến này. Nhưng chúng tôi vẫn có quan điểm và công việc đầy hứa hẹn với một số đối tác, và chúng tôi đang làm mọi thứ để đảm bảo rằng ngày đó sẽ đến càng sớm càng tốt khi chúng tôi có thể bổ sung sức mạnh của hệ thống phòng thủ Patriot cho các khu vực phía đông, các thành phố của chúng tôi, chẳng hạn như Kharkov, Sumy và những nơi khác, ông kết luận. Phòng tuyến cuối cùng án ngữ đường tiếp cận vô tràn của Ukraine đã sụp đổ. Kênh radio đưa tin, việc Ukraine để mất tuyến phòng thủ cuối cùng trên đường tiếp cận vô đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhóm quân Ukraine buộc phải rời khỏi vị trí của mình trên sông Volsha, nơi lực lượng Moscow vượt qua thành công quân Nga cũng đã giành được chỗ đứng trong khu vực nhà ga Vochan. Bây giờ, chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng việc phòng thủ thành phố ở phía Bắc đã thất bại trước sự tấn công dữ dội của quân đội Nga. Lực lượng Moscow cũng đang tiến về phía Tây Vochan với mũi xung kích đi từ Bukratovka về hướng làng Prilipki. Cuộc vượt sông của quân đội Nga mở ra khả năng tấn công vào phía Nam Vochan dọc theo cầu Gukanovsky, sau đó có thể bắt đầu tấn công sâu hơn nếu thành công, họ có thể chia cắt nhóm lực lượng khi ép thành hai phần. Điều này sẽ phá hủy hoàn toàn hệ thống phòng thủ, vốn đã hoàn toàn mất động lực. Nga lên kế hoạch bao vây một phần ca cốp Theo Economic Trích dẫn, các kế hoạch quân sự đã thu thập được cho rằng người Nga đã lên kế hoạch bao vây một phần ca cốp và tiến về phía đông hồ chứa pechenihi. Hoạt động này rõ ràng đã được lên kế hoạch vào 15-16 tháng 5, nhưng đã bị hoãn lại gần một tuần mà không rõ lý do. Quân đội Nga được cho là đã xác định được hai trục tấn công ở hai bên hồ chứa cuộc tấn công ở mặt trận phía Tây nhằm đưa cốp vào tầm ngắm của pháo binh Nga gần làng Bochova. Tuy nhiên, họ đã bị lữ đoàn 92 Ukraine chặn đứng, phải lùi lại 10 km so với mục tiêu ban đầu. The Economic cũng nói rằng kế hoạch của Nga ở mặt trận Vuchan là đột phá tới thị trấn Pechenehi. Bài viết có đoạn, người Nga ban đầu đã thực hiện nhanh chóng chiến dịch này, can quét qua một khu vực đáng lẽ phải được chuẩn bị sẵn ở các bãi mìn và kỹ thuật công sự nghiêm túc, nhưng không phải vậy. Denny chỉ huy đơn vị tình báo Ukraine, nói với các phóng viên rằng người Nga chỉ đơn giản được phép đi qua. Người chỉ huy nói, chúng tôi đang theo dõi họ cắt hàng rào biên giới trên màn hình vào khoảng 23 giờ ngày 9 tháng 5. Và chúng tôi nói với người của mình, hãy xem họ sẽ cho nổ mìn như thế nào, không có tiếng nổ, họ chỉ đơn giản là tiếp tục. Nga đánh sập Bilohoribka, mở chiến dịch tấn công Sever. Kênh Military Summary đưa tin, chiến dịch tấn công của Nga hướng tới Sever dường như đã bắt đầu sau khi bilohorivka thất thủ lực lượng moscow đã phát động một cuộc tấn công trên bộ và đang tiến về phía làng spin với một đoàn xe bọc thép tại vochan quân nga đang bảo vệ phần phía bắc của thành phố về hướng lipsi ukraine đang gửi ngày càng nhiều quân tiếp viện để ngăn chặn bước tiến của đối phương tại khu vực odessa hệ thống phòng không thứ hai của ukraine đã bị phá hủy hôm nay nhiều người đang suy đoán về việc Moscow sắp tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng Ukraine sau khi các hình ảnh vệ tinh cho thấy một số lượng lớn máy bay quân sự của Nga đồn trú ở phía bắc nước này. Tính toán sai lầm của ông Zelensky bị lộ ở Kiev Quyết định của ông Volodymyr Zelensky không kháng cáo lên tòa án hiến pháp để xác nhận tính hợp pháp của ông với tư cách là Tổng thống Ukraine sẽ làm suy yếu quyền lực của ông ở phương Tây Quan điểm này đã được nhà văn Ukraine Sergei Maidukov bày tỏ trong một bài báo cho tạp chí Newsweek của Mỹ. Ông Sergei Maidukov viết, Tôi tin rằng quyết định không kháng cáo lên tòa án hiến pháp của ông Zelensky gây ra rủi ro đáng kể cho cả ông ấy và toàn bộ người dân Ukraine. Tác giả lưu ý rằng một số nhà lãnh đạo thế giới từ lâu đã coi ông Zelensky là trở ngại chính cho việc giải quyết ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine. Đặc biệt, ông trích dẫn các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Hungary làm ví dụ. Theo người viết, sau ngày 20 tháng 5, những nghi vấn về tính hợp pháp của ông Zelensky có thể buộc các đối tác chủ chốt của Kiev ở phương Tây nghiêng về hướng này. Ông Maidukov kết luận, sự không khoan nhượng của Tổng thống Ukraine có thể không được chấp nhận đối với những người chơi chủ chốt và họ sẽ cố gắng loại bỏ ông ấy với lý do bất hợp pháp về mặt chính trị, với hy vọng rằng một nhân vật dễ tính hơn sẽ lên nắm quyền Tổng thống. Nhiệm kỳ của ông Zelensky hết hạn vào ngày 20 tháng 5. Cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine vào năm 2024 đã bị hủy bỏ với lý do thiết quân luật và tổng động viên. Ông Zelensky tuyên bố rằng cuộc bầu cử bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga, cựu tổng thống Dmitry Medvedev hôm thứ Hai lập luận rằng bằng cách hủy bỏ cuộc bầu cử, nhà lãnh đạo Ukraine đã nhổ vào Hiến pháp Quốc gia phân lờ Tòa án Hiến pháp và chọn cách tiếm đoạt quyền lực tối cao. Phát biểu với hãng tin TASS, ông Medvedev cho rằng ông Zelensky lo ngại phải đối mặt với sự cạnh tranh với cựu tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valery Zaludny và cựu tổng thống Piotr Poroshenko vì họ sẽ có quá nhiều con át chủ bài. Một cuộc khảo sát do Cơ quan Thăm dò Dư luận Ukraine, SOSID thực hiện vào đầu tháng 3 cho thấy ông Zelensky sẽ chỉ giành được 23,7% trong vòng đầu tiên và không quá 32,5%, trong vòng thứ hai nếu ông đối đầu với Zaludny. Dữ liệu cho thấy Tổng thống sẽ thua tướng Zaludny, người đã bị ông cách chức vào tháng 2. Ukraine có luật cho phép không tổ chức bầu cử quốc hội trong thời chiến, nhưng không có quy định nào như vậy đối với Tổng thống. Cựu nghị sĩ Ukraine Spiridon Kilin nói với hãng tin Regnum hồi đầu năm nay. Ông nhấn mạnh vì vậy ngay cả trong thời gian này, ông Zelensky buộc phải tổ chức bầu cử. Thay vào đó, ông ấy đề cập đến quy chuẩn, trong đó tuyên bố rằng quyền lực của tổng thống mới được bầu sẽ có hiệu lực sau khi quyền lực của tổng thống hiện tại hết hạn tổng thống nga vladimir putin hôm thứ sáu cho biết trong chuyến thăm cấp nhà nước tới trung quốc rằng vấn đề về tính hợp pháp của ông zelensky là điều mà hệ thống chính trị và pháp lý của ukraine phải giải quyết trước hết là tòa án hiến pháp ông lưu ý rằng hiến pháp nước này cho phép có các lựa chọn khác nhau ông putin giải thích nhưng đối với chúng tôi, điều này rất quan trọng vì nếu phải ký bất kỳ văn bản nào, chắc chắn chúng tôi nên ký các văn bản về một vấn đề quan trọng như vậy với các cơ quan hợp pháp. Ông nói thêm rằng Điện Kremlin duy trì liên lạc thường xuyên với Tổng thống Zelensky trước khi xung đột nổ ra. Lộ ý đồ của Nga khi triển khai quân tới Sumy, Ukraine phản ứng ra sao? Một nhóm quân Nga đang tập kết tại bên kia biên giới giáp với tỉnh Sumy của Ukraine – Mặc dù Moscow có binh lực không lớn ở đây, nhưng dường như có ý đồ rõ rệt. Viện nghiên cứu chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ nhận định Nga đang tập trung một cuộn quân hạn chế do thiếu nhân lực và phối hợp rời rạc theo hướng Sumy, tỉnh láng giềng của Kharkov. Tuy nhiên, ngay cả với binh lực khiêm tốn như vậy, Nga cũng có thể đạt được hiệu quả theo ý đồ mong muốn là thu hút thêm và giam chân các đơn vị Kiev ở khu vực biên giới. Phó Chỉ huy một lữ đoàn Ukraine hoạt động ở phía bắc khu vực Kharkov ngày 20 tháng 5 báo cáo rằng quân đội Nga bao gồm cả đặc nhiệm Chechnya đang tập trung về hướng Sumy, nhưng số binh sĩ hạn chế đó cho thấy mục tiêu của Moscow là thu hút và kiềm chế lực lượng Kiev ở khu vực biên giới. Nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantin Masovets cho biết nhóm quân Nga ở vùng Cớt có quân số 9.000 đến 10.000 người. Ông tin rằng nhóm này bao gồm 3 trung đoàn súng trường cơ giới, thiếu biên chế, mỗi trung đoàn khuyết một hoặc hai tiểu đoàn. 8 tiểu đoàn súng trường cơ giới, xe tăng và bộ binh. Một tiểu đoàn dù được điều động từ các đơn vị, đội hình và quân khu khác nhau, cùng ít nhất hai nhóm xung kích cấp đại đội hoặc tiểu đoàn được tăng cường sức mạnh. ISW tiếp tục đánh giá rằng ngay cả hoạt động hạn chế của Nga tại các khu vực khác của biên giới cũng dẫn đến việc kéo căng lực lượng Ukraine dọc theo mặt trận rộng lớn đồng thời tạo ra mối đe dọa có thể xảy ra các cuộc đột kích các vùng biên giới khác bên cạnh khu vực phía bắc Kharkov. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 20 tháng 5 của ISW: Thứ nhất, các nguồn tin Ukraine cho biết quân đội Nga đang tập trung lực lượng hạn chế, thiếu biên chế và chưa được huấn luyện đầy đủ theo hướng Sumy. Nhưng ngay cả một nhóm lực lượng như vậy của Nga cũng sẽ có thể đạt được hiệu quả mong muốn là thu hút và giam chân các đơn vị Ukraine trong khu vực biên giới. Thứ hai, đại diện Điện Kremlin bày tỏ lời chia buồn tới lãnh đạo cấp cao Iran liên quan đến cái chết của Tổng thống Iran Ibrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir Abdullahian xảy ra hôm 20 tháng 5. Thứ ba, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhắc lại sự miễn cưỡng của Nhà Trắng trong việc chấp thuận việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga sau khi nhóm liên hệ quốc phòng Ukraine, còn gọi là định dạng Ramstein, họp vào ngày 20 tháng 5. Thứ tư, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho biết một số quốc gia chưa xác định có thể là thành viên NATO đã cử nhân viên đến huấn luyện binh sĩ Ukraine trên thực địa. Thứ năm, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã đẩy mạnh hoạt động thông tin của Nga nhằm trực tiếp làm suy yếu tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Thứ sáu, quân đội Nga gần đây đã đạt được những bước tiến được xác nhận gần Vôn Tranh, Chasovja, Abdiivka và Donetsk, cũng như ở khu vực phía tây Zaporizhia và đồng bằng sông Dnieper. Tổng thống Zelensky cay đắng chỉ trích Mỹ và đồng minh sợ Nga thua trong cuộc chiến. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố lực lượng Kiev sẽ thành công hơn trên chiến trường nếu họ không bị cấm sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu ở Nga. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AFP, ông Vladimir Zelensky cho biết khả năng Nga tấn công Ukraine từ chính lãnh thổ của mình đang mang lại cho Moscow lợi thế trong cuộc xung đột. Ông giải thích họ có thể bắn bất kỳ loại vũ khí nào từ lãnh thổ của họ vào lãnh thổ của chúng tôi. Đây là lợi thế lớn nhất mà Nga có. Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì với các hệ thống của họ vốn nằm trên lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đã đến thăm Kiev hồi đầu tuần, cho biết Washington không khuyến khích hay cho phép tấn công bên ngoài Ukraine, nhưng cuối cùng Ukraine phải tự đưa ra quyết định về cách thức tiến hành cuộc chiến này. Tuy nhiên, hôm thứ Năm, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Shai đã làm rõ ràng quan điểm của Washington rằng Kiev không nên nhắm mục tiêu vào Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp vẫn không thay đổi. Shai nhấn mạnh những vũ khí như vậy chỉ có thể được sử dụng để lấy lại lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine. Đầu tháng này, Ngoại trưởng Anh David Cameron khẳng định Ukraine có quyền sử dụng vũ khí do Anh cung cấp để tấn công các mục tiêu sâu bên trong Nga nếu nước này quyết định làm như vậy. Moscow phản ứng với tuyên bố này bằng cảnh báo rằng nếu một cuộc tấn công như vậy xảy ra, nó có thể nhắm vào các cơ sở quân sự của Anh trên lãnh thổ Ukraine và xa hơn nữa. Tờ New York Times và Wall Street Journal hôm thứ Sáu đã đưa tin Kiev đã kêu gọi Washington cung cấp thông tin tình báo về các mục tiêu trên đất Nga trong bối cảnh có những trở ngại ở khu vực Donbass và Kharkov. Theo NIT, các quan chức Mỹ hiện đang xem xét những yêu cầu đó dù trước đó đã từ chối. Zelensky cho rằng kiev hiện đang rơi vào tình thế vô nghĩa do lập trường của phương tây là sợ nga sẽ thua trong cuộc chiến và họ không muốn ukraine đánh mất điều đó chiến thắng cuối cùng của ukraine sẽ dẫn đến thất bại của nga và chiến thắng cuối cùng của nga sẽ dẫn đến thất bại của ukraine ông nói thêm chính quyền ukraine muốn chiến tranh kết thúc với hòa bình công bằng cho chúng tôi tất nhiên phương tây muốn chiến tranh kết thúc sớm nhất có thể và đối với họ đây là một nền hòa bình công bằng tổng thống nói Hôm thứ Sáu, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc lại rằng Moscow không bao giờ từ chối các cuộc đàm phán, không giống như phía Ukraine, đề cập đến sắc lệnh năm 2022 của Zelensky chính thức cấm ông đàm phán với người đồng cấp Nga. Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh rằng Nga sẽ không nhượng bộ trước tối hậu thư từ Kiev và những nước ủng hộ phương Tây khi họ cố gắng đạt được thông qua ngoại giao những gì họ đã không đạt được trên chiến trường mỹ sẽ có cách buộc ukraine phải thực tế trong đàm phán với nga sự tiến bộ của quân đội nga có thể buộc ukraine phải có quan điểm thực tế hơn trong các cuộc đàm phán với nga sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến mỹ nghỉ hưu và nhà phân tích quân sự scott ritter nói với sputnik ritter nói có thể gây áp lực quân sự lên ukraine để có cách tiếp cận thực tế hơn trong các cuộc đàm phán không có thể liệu cuộc tấn công ở kharkov có dẫn đến thay đổi đó không có thể Ông nhấn mạnh khả năng tổ chức đàm phán là một vấn đề chính trị. Do đó, quyết định cuối cùng về vấn đề này phải do Nga đưa ra, nhưng họ không bao giờ từ chối điều này mà chỉ yêu cầu Ukraine có quan điểm thực tế và không kể những câu chuyện mà Zelensky đang cố bán cho phương Tây. Theo ông, các hành động ở khu vực Kharkiv là một phần trong cách tiếp cận chung của Nga nhằm làm suy yếu và hao mòn quân đội Ukraine đến mức họ không thể chống cự được nữa. Ritter giải thích hoạt động của Nga theo hướng Kharkov buộc Ukraine phải chuyển lực lượng từ Donetsk, Lugansk, Zaporizhia để giữ Kharkov. Điều này khiến Ukraine kiệt sức và suy yếu nếu nga có thể chịu đựng được những hoạt động tấn công mệt mỏi như thế này ở kharkov donbass và zaporizhia chúng ta sẽ thấy quân đội ukraine sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sụp đổ chỉ có điều quân đội ukraine sẽ sụp đổ ngay khi chúng ta chứng kiến sự rút lui nhanh chóng có lẽ đây là điều cần thiết để buộc ukraine cuối cùng phải thực tế về khả năng chấm dứt xung đột này thông qua đàm phán ritter kết luận nga đang đạt được kết quả mỗi ngày trong các trận chiến ở khu vực kharkov tổng thống nga vladimir putin cho biết một ngày trước ông nói thêm nga hiện không có kế hoạch chiếm kharkov putin đáp trả tối hậu thư của ukraine và phương tây tổng thống nga putin khẳng định nga sẽ không bị áp lực ngoại giao cũng như không thể bị đánh bại trên chiến trường Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ không nhượng bộ trước tối hậu thư từ Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ nước này khi họ cố gắng đạt được về mặt ngoại giao những gì họ không đạt được về mặt quân sự. Vào giữa tháng 6, Thụy Sĩ sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế để thảo luận về cái gọi là công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Nga đã bị loại khỏi sự kiện này. Phát biểu với các nhà báo hôm 17 tháng 5, ông Putin nhắc lại nhận thức của Moscow về sự kiện sắp tới chỉ là một mua mẹo của Kiev và phương Tây. Ông nói, họ muốn tập hợp càng nhiều quốc gia càng tốt, thuyết phục mọi người rằng đề xuất tốt nhất là các điều khoản của phía Ukraine, sau đó gửi cho chúng tôi dưới dạng tối hậu thư. Đó có phải là cách người ta đàm phán nghiêm túc không? Chắc chắn không. Ông Putin lưu ý rằng Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về thỏa thuận hòa bình vào năm 2022. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Nhưng sau khi các điều khoản chung được đàm phán, Kiev đã rút lui và tuyên bố thay vào đó họ sẽ tìm kiếm một chiến thắng quân sự. Ông Putin tuyên bố nỗ lực ép buộc Moscow sẽ thất bại, giống như nỗ lực gây ra thất bại chiến lược đối với Nga đã thất bại nhà lãnh đạo nga cho biết các thỏa thuận đạt được ở Istanbul có thể là cơ sở cho một hiệp ước hòa bình trong tương lai Putin gợi ý rằng những lợi ích dành cho ukraine trong tài liệu này là do phía kiev đề xuất có lẽ là với sự đồng ý của phương tây nếu không phải là quyền tác giả tuy nhiên bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai sẽ phải tính đến thực tế ông nói thêm sau sự sụp đổ của cuộc đàm phán hòa bình vào năm 2022, bốn khu vực của Ukraine đã tổ chức trưng cầu dân ý, trong đó họ bỏ phiếu áp đảo ủng hộ việc tách khỏi Kiev và gia nhập Nga. Chính phủ Ukraine đã bác bỏ các cuộc bỏ phiếu như một sự giả tạo. Công thức hòa bình của Ukraine yêu cầu trả lại 4 khu vực và Crimea, nơi đã bỏ phiếu trở thành một phần của Nga vào năm 2014, bồi thường chiến tranh, tòa án dành cho giới lãnh đạo Nga và sự hỗ trợ toàn cầu lâu dài để khôi phục đất nước. Putin gọi đó là danh sách mong muốn hơn là nền tảng nghiêm túc cho các cuộc đàm phán. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, Xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo.